vọng đầy tội lỗi, đưa tương lai cuộc sống đi không lối về. Ta giờ về đâu, con đường dài mù lối, hận thù mà lương tâm người hỡi. Không còn tình yêu, trái tim đành tan vỡ, không còn ai châm lối cô đơn cuối đường. Không còn là ta, ước mơ giờ tan biến, cô rơi mong bình yên. Lòng sao cứ luôn u mê, vì sao con tim lạnh giá, vì sao vô tâm soi đã đắm say lời đánh thoát qua xóa, hào nhoáng đưa lối thiêu thân chìm xuống quãng đời còn lại say dưa. Nhạc đầm đó đã trúng ngay thận. Chính vì vậy anh chỉ bị gây sốc tạm thời thôi. Nhưng chắc tại vì bỏ vô cái bao ni lông cho nên ảnh mới bị ngợp. Nếu lúc đó cô đưa anh ta đi cấp cứu thì vẫn còn kịp. Như vậy kẻ tống tiền cô có những bức hình chính là kẻ đã tới sau và siết cổ Triệu chết. Nếu vậy kẻ tống tiền chính là hung thủ. Lần này chúng ta phải bắt hắn tại trận thì mới kết tội được. Nhưng mà hắn nói với cô Linh đây là hắn có bằng chứng vô tội, mà cổ cũng vô tội. Nhưng mà như vậy, cô hãy cho tôi biết sự thật đó là gì? Có điều này cũng chỉ là nghi ngờ, nhưng mà biết đâu giúp ích được. Cô Linh và tôi có nghi ngờ một người tên là Tân, cũng là thành viên của gia đình tôi, có tham gia sự việc này. Nó là người biết Linh có số tiền lớn, và cũng chính nó là người đã thuyết phục em gái tôi chuyển số tiền thừa kế sang cho Linh. Thật ra, chúng tôi đã biết qua về người tên Tân này. Và đó cũng chính là em ruột của Năm Hổ. Và thủ phạm lại là một người trong băng của Năm Hổ. Xem ra, kẻ tống tiền chắc cũng là đám đó rồi. Anh Toàn, chuyện của Tân trước đây... Cứ nói cho cậu biết đi. Cô Linh, chúng tôi tin rằng Tân chính là người đã sai Năm Hổ đẩy má của cô té xuống cầu thang hồi 6 năm trước đây. Không phải là má tôi tự té sao? Nhưng mà bây giờ chúng tôi muốn biết giữa Tân và cô có chuyện gì xảy ra không? Tân là người hồi đó lái xe đụng má tôi, rồi sau đó... Tôi mới nhớ ra cái ngày mà má tôi gọi điện nói là má tôi nhìn thấy người đụng má tôi ở trong tấm hình cưới. Tôi ra ngoài nghe điện thoại, rồi thằng Tân nó cũng đứng ở ngoài, nó đang hút thuốc. Nghĩa là nó đã nghe thấy hết và nhờ Nam Hổ đi giết má cô trước để bịt miệng. Sự thật là chính Phát đã nhìn thấy Năm Hổ đẩy bà Giang xuống cầu thang.
Quãng đường từ nhà Nam Hộ tới nhà bà Giang chỉ bằng 1/3 từ nhà cô. Nên có lẽ Tân đã gọi điện cho anh hắn, và Nam Hộ đã tới trước cô. Không được, không thể nào để cho thằng Tân lại gần anh Thanh và bé Thỏ được. Bé Thỏ! Nè, không được. Nếu bây giờ anh làm Tân nghi ngờ, hắn sẽ báo cho Nam Hộ, vậy là hư chuyện hết. Anh yên tâm, đây là những người bảo vệ thân tín của tôi, họ sẽ biết cách làm gì, và tôi sẽ dặn họ là chỉ để mắt tới thôi. Anh Toàn, chuyện này mình có nên báo cho chú Kiệt không? Giờ này chắc chú đang trên đường tới đó. Anh nghĩ là... Em nghĩ bây giờ anh Toàn nên chỉ huy đi. Chúng ta sẽ báo cáo lại chú sau. Bây giờ chúng tôi sẽ để cô đi. Anh Khoa và cô hãy rút tiền về nhà đợi. Sẽ có hai trinh sát theo hai người. Chắc chắn là kẻ tống tiền sẽ theo dõi cô. Và hắn cũng biết cô đang bị công an theo dõi, vì là nghi phạm trong vụ án của Triệu. Tốt nhất cô hãy tỏ ra không hề biết chúng tôi. Và bây giờ cô cứ việc làm theo tất cả mọi hướng dẫn của chúng. Cô hiểu không? Dạ. Dạ, chúng tôi xin phép. Ừ. Cho người chốt chặn quanh khu nhà của Thùy Linh. Chúng ta sẽ tạo 3 lớp theo dõi. Nhóm thứ nhất, 2 trinh sát theo Thùy Linh sẽ để lộ cho bọn tống tiền biết. Nhóm thứ hai do Bảo chỉ huy. Nhóm này sẽ kín đáo để bắt xem bọn theo dõi là ai. Nhóm thứ ba thì chúng ta đứng ở ngoài. Mọi người nên nhớ, hãy nghe theo hiệu lệnh của tôi. Trong trường hợp thấy bị lộ thì phải rút ngay. Rõ. Khả năng đám Nam Hộ đứng đằng sau vụ này là chắc chắn. Chúng ta đang có cơ hội bắt chúng, không được xảy ra sơ sót. Nè, cử thêm một nhóm khác theo dõi Tân từ nhà. Dạ. Rồi. Vé số đây. Vé số đây. Mua vé số đi. Không mày ơi. Vé số điện trai. Không mua mày. Đại ca, mua vé số đại ca. Không mua mày. Mua hoài. Có bao cô nào không? Bao luôn. Biển. Nó biển nha. Giờ sao anh? Bây giờ tụi bay chia nhau ra mà theo dõi nó. Chuyện gì vậy mày? Bay vé số, bay vé số. Mua vé số. Nhưng mà anh Năm, còn Phi Vũ đó làm sao anh? Tám chín
rớt hết trơn rồi. Dạ chào, chào anh. Tùng Sư Quách, giờ này mới tới hả mày? Tụi bay đi làm đi. Dạ em đi anh Năm. Dạ em đi. Có đồ chưa? 8 giờ ngân hàng mới mở cửa, cho nó lấy tiền. Về nhà còn chuẩn bị này nọ nữa, 8 giờ rưỡi hãy gọi cho nó. Con Linh nó đang bị tụi Chèo theo dõi đó. Nó đang là nghi phạm vụ giết Thành Kiệu đó. Bây giờ mình đánh lạc hướng nó hơi nguy hiểm một chút, nhưng nếu để lâu là mất ăn. Con nhỏ suy sụp lắm rồi. Mày nghe tao dặn kỹ đi. Anh ơi, mua giùm em tờ giấy số đi anh. Không có mua mày. Như vậy là xong ha. Ok, mọi việc cứ tiến hành theo kế hoạch. Yên tâm. Dặn tất cả đàn em của anh cẩn thận đó. Ví dụ này phải làm cho tốt. Yên tâm, kỳ này con nhỏ này coi như chết chắc rồi. Chắc chắn. Anh Toàn, em tìm được thằng giống như trong hình rồi nè. Nhưng tụi nó chiến quá, em không chụp được rõ mặt. Nó đúng là ở trong băng Năm Hổ. Em gửi kèm hình cho anh nè. Mày hả? Kỳ này đã xong nhiệm vụ rồi, chuẩn bị có lúa vô túi. Mọi người chờ sẵn ngoài nhà Thùy Linh, làm ra vẻ như bình thường. Dù biết có người phát hiện, vẫn cứ đi theo. Toàn nghe, chặn luôn con đường phía sau chung cư. Khi nào có hiệu lệnh hãy tập trung. Rồi rồi. Anh Toàn, bên kỹ thuật vừa gọi. Alo. Kẹp ở giữa, để sâu xuống dưới đáy, để hai ba cái đề phòng. Anh Toàn à. Từ sáng tới giờ anh vẫn chưa uống thuốc đó nha. Anh hơi rối. Anh Toàn ơi, khoảng 11 giờ chắc chú Kỳ đã xong việc. Nếu chiến dịch của mình còn thì em sẽ gọi báo cáo chú nha. Không tin tưởng anh hả? Anh biết không phải mà. Nhưng trong thời gian uống thuốc này, chắc chắn anh không thể khỏe được như thường ngày. Được, 11 giờ anh sẽ gọi báo cáo chú để chú chỉ huy.
Alo, bé anh tới chưa? Anh Thanh với bé Thỏ sao rồi? À, còn thằng Tân nữa. Được, cứ giữ khoảng cách. Chỉ cần thằng Tân ra khỏi nhà là báo cho tôi ngay. Rồi, cảm ơn. Anh Khoa, sao anh không kêu A Thanh đưa bé Thỏ ra khỏi thằng Tân đi? Không có được. Tính của A Thanh đó, rất là sốc nổi. Nói ra như vậy, cổ sa thỏi thằng Tân ngay. Vậy thì kế hoạch của mình sẽ bị hỏng. Chưa kể còn nguy hiểm nữa. Thằng Tân nó đã đụng má tôi. Sau đó nó giết luôn má tôi. Thật là dã man mà. Bây giờ tôi phải về nhà. Tôi phải tìm cách đem A Thanh và bé Thỏ tránh xa khỏi thằng Tân ngay. Tôi sẽ quay lại ngay. Cô có sao không vậy? Cô bị như vậy làm sao mà đi giao tiền được chứ? Cô uống nước đi. Tôi ngồi nghỉ một lát là sẽ khỏe lại thôi. Hai hôm nay tôi không ngủ cho nên hay bị chóng mặt. Nếu lát nữa tụi nó có gọi, cô hãy xin cho tôi đi theo. Lý do là cô sợ hay là lo lắng gì cũng được. Cứ nói tôi là bạn trai của cô. Ai sai mày theo dõi tụi tao? Nói. Dạ anh toàn công an. Phun hết ra cho tao. Nhảy lên. Có hình chụp của anh ở khách sạn vụ giết người nên anh Toàn kêu em tìm hiểu. Hình đâu? Em nè, mày đã báo gì cho nó rồi? Em chưa có biết gì cho nên em không có báo gì hết. Mày tiếp tục nói láo tao thì mày không sống nổi qua hôm nay với tao. Có một tấm hình em vừa gửi tin đi trong điện thoại. Sao rồi? Nó chỉ là một con chuột chỉ điểm cho tụi chèo thôi. Nó biết gì rồi? Tụi nó đang để ý tới băng của anh đó. Có ảnh hưởng tới chuyện lát nữa không? Tụi nó chưa biết gì nhiều đâu. Cứ làm nhanh gọn vậy là xong. Ừ, nếu vậy mày cũng nên phán về Thái. Lẹ đi mày. 5 ngày nữa xong việc cho boss, tôi sẽ bay về Thái. Không có chứng cứ gì, anh khỏi phải lo. Đợt này không về thăm ông già được rồi.
cứ đi đi. Ông cũng lú rồi, ông không biết mày là thằng nào đâu. Kêu vài thằng ra ngoài kiểm tra con có đuôi hay không, rồi hãy đi. À, còn nói thì sao? Anh ơi, anh, em, anh ơi, làm ơn tha cho em đi anh. Anh tha, anh tha cho em. Em thề em không nói cho anh nghe chuyện này đâu anh. Tha cho em đi anh. Em thề với anh luôn á. Chỉ có người chết mới giữ im lặng. Tao sẽ giúp mày giữ lời thầy đó. Anh ơi, em biết một cái tên này nè. Con có thể giúp cho anh á, có thể giúp cho anh. Mới nãy em có nghe anh Toàn nói có hai người quay lại hiện trường để tìm chứng cứ đó anh. Họ nghĩ có chứng cứ để lại đó. Sao vậy? Mày nghĩ có gì ở đó hả? Hôm đó cái nắp dầu bị rớt, đổ ra túi quần, nóng hết cả bắp dế. Lúc đứng chờ thằng Thi chụp hình con Linh, tôi bực bội quăng mẹ nó xuống đó. Má nó, sao tụi nó biết được? Trời ơi, tao đã biểu mày bỏ cái trò hết đó đi mà. Từ đây tới đó bao lâu? Khoảng một tiếng. Tụi nó đi bao lâu rồi hả mày? Dạ. Em nghĩ khoảng 15 phút đó anh. Nó có bao nhiêu đứa? Dạ, có một con nhỏ. Một con nhỏ với một nhóc. Để tao kêu thằng Thi kéo mấy đứa đi với mày. Còn vụ kia thì sao? Để tao lo. Mày đi mau đi. Mày đợi đó. Mày có chờ tao đó. Vậy thì tốt rồi. Cứ theo sau họ. A Thanh chở bé Thỏ đi chơi rồi. Kiểu này là tới chiều luôn. Cô có thể yên tâm rồi. Cô phải mạnh mẽ lên. Tôi nhớ lần đầu gặp cô, cô rất là bướng mà, đúng không?
chắc tại hồi đó tôi không có gì để mất hết. Còn bây giờ trải qua quá nhiều việc, tinh thần của tôi thấy kiệt quệ quá. Mọi chuyện sắp kết thúc rồi, cố gắng lên. Tôi sẽ đi tù. Tôi phải trả giá cho những hành động của mình. Quả báo. Tôi cứ nghĩ mọi chuyện đã qua rồi. Nếu như tôi cố gắng sống tốt thì tôi sẽ được thanh thản cho đến hết cuộc đời này. Cũng mấy năm trôi qua rồi, vậy mà không ngờ cuối cùng nó cũng quay trở lại tìm tôi. Linh à, quả báo thì không có ngày hết đát đâu Linh. Anh Triệu nói rất đúng. Anh nói tôi cứ diễn hết lý do này đến lý do khác cho hành động của mình. Thực ra tất cả đều do tôi lựa chọn. Cô và Triệu thật tình mà nói là một cặp rất là đẹp đôi. Anh là người duy nhất mà tôi từng yêu. Chúng tôi quen nhau từ khi mới có 15 tuổi. Tôi gặp A Thanh cũng vào lúc cô 15 tuổi. Má tôi với cậu Quảng là chị em kết nghĩa với nhau. Lúc má tôi qua đời, cậu đem tôi về nhà và tôi mang họ của cậu. Thì cô hiển nhiên xem tôi là anh trai rồi. Anh không định nói cho cô biết tình cảm của anh hả? Trong tình yêu, gặp đúng người vẫn chưa đủ, còn phải đúng thời điểm nữa, đúng không? Alo. Mày sẽ theo dõi tiền. Tao sẽ nhắn cho mày địa chỉ nhà nghỉ và số phòng. Mày cứ đến đó, tao sẽ hướng dẫn tiếp. Lát tôi đi cùng với bạn trai tôi được không? Tại vì số tiền nhiều quá, đi một mình tôi không có an tâm. Được, nhanh đi. Đi. Ê mày, xe của nó mới chạy qua kìa. Đi.
Chị Quyên, nhìn chỗ nào cũng giống nhau sao biết được chị Quyên? Chị canh được mà. Lần sau phải để ý kỹ tọa độ, điểm nhận biết và các thứ xung quanh hiện trường, biết không? Dạ, em biết rồi. Bây giờ đi hướng nào chị? Hướng này. Dạ. Nhà nghỉ không Ngọc hả? Được, anh tới ngay. Phải chỗ này không chị? Trời, đúng là chỗ này rồi. Bây giờ em đi thẳng lên một chút nha. Đằng kia kìa. Dạ. Em chạy chậm một chút đi, để chị quan sát đường đi xung quanh có manh mối gì không. Dạ. Dạ, dạ em chào anh. Cho tôi lấy một phòng đi. Dạ, phòng của anh. Cho anh phòng 15 được không? Ở phòng này cũng đẹp mà anh. Cho anh phòng 15 đi. Mỗi lần tới đây anh đều ở phòng đó mà. Dạ được. Giúp anh nha. Dạ đây. Cảm ơn em. Dạ, không có gì. Dạ chào anh. Không có gì ở đây hết. Bằng chứng của tôi nói để ở đâu? Hãy cứ để ý. Như một, cứ đứng gần đó. Cố ý gây sự chú ý cho hai tên đàn em Nam Hộ.
Nhóm 2, bảo cho bọc lót phía sau. Nè, có một tên đang gọi điện, chắc là báo cho Năm Hổ. À, hồi sáng có mail. Minh, hình mờ quá, nhưng mà dáng dấp thì tương đối giống đó. Khoan, đem coi đã. Ý, chính nó rồi. Để anh gọi thằng Út. Đâu? Đứng ở góc nào? Anh Toàn. Hả? Nhóm bảo báo cáo có thêm một người theo sau Thùy Linh. Anh nhìn kìa, hướng 11 giờ. Lâm Quyên, nè, Nhâm Mai, tên Quyền đang nằm trong tầm ngắm của hai tên đàn em Nam Hổ. Cứ đi nghe. Tụi nó đặt phòng sẵn ở đây, không loại trừ trường hợp là tụi nó nghe lén hay đặt máy quay giám sát mình. Cẩn thận, cứ tỏ ra là không biết gì hết, hiểu không? Không thấy gì hết. Tụi nó có gạt mình hay không vậy? À, mình cứ chờ thêm một lát nữa đi, biết đâu một lát nữa tụi nó gọi lại. Tụi nó sốt ruột rồi. Tôi mong mọi chuyện sớm kết thúc, chứ thần kinh tôi căng thẳng quá, tôi không thở được. Bình tĩnh đi. Không có gì đáng nghi, chơi thôi. Dạ. Tiếp tục nghe đi, có gì kêu tao. Dạ biết rồi. Alo. Mày đã vô phòng số 15 chưa? Tôi tới đây 5 phút rồi. Bằng chứng ông nói để ở đâu? Bình tĩnh đi cô em, nghe theo hướng dẫn sử dụng đi. Rồi bây giờ mày kêu thằng bạn mày dỡ cái đệm giường lên. Bên dưới đó có một cái giỏ xếp, lấy ra đi. Rồi, lấy rồi. Bỏ tiền qua cái giỏ dùng đó. Xong rồi. Bây giờ mày xách cái giỏ dù đi ra trả phòng.
Ở gần khách sạn có một cái siêu thị, tụi bay vào đó, gửi cái giỏ ở nơi ngăn tủ gửi đồ, rồi vô khu tự chọn mua cho tao vài thứ. Nhưng mà khoan đã, rồi bằng chứng tôi ngoại phạm ông để ở đâu? Nghe tôi dặn trước đã, cái đám đàn bà tụi bay, tụi bay đang bị mấy thằng công an theo sát đó. Khôn hồn thì cố tỏ ra bình thường đi, đừng có gây sự chú ý với nó đâu. Nhớ kỹ những gì tôi dặn chưa? Bằng chứng để ở trên đầu tủ quần áo, coi cho đã mắt đi. 10 phút nữa phải có mặt ở siêu thị, ta sẽ gọi lại. Bình tĩnh đi Linh, bình tĩnh. Bây giờ mình phải ra siêu thị ngay. Đi Linh. Đi Linh. Chạy lên. Sao họ lại đi bộ? Nè, em chạy xe theo anh, giữ vững khoảng cách. Ừ. Người phụ nữ nhỏ con mặc áo đầm hồng chính là đối tượng. Cứ để ả lấy tiền, hai tên kia sẽ bọc hậu về hang ổ. Nhưng mà chú ý, cứ theo sát, giữ khoảng cách. Tôi bảo che cho cô, để cô vô khách sạn hú hí với thằng này hả? Cô là bạn khốn nạn. Không còn ai che cô đơn cuối đường. Giờ sao chị Quyến? Kì tí. Hỡi hỡi, ta muốn quay về lối xưa đã lỡ câu thề. Hận lòng sao cứ luôn. Mày có biết cái xác chết xiết cổ bao giờ cũng đẹp nhất không? Không máu không dơ mỡ, và còn được ngắm nhìn con mồi dương mắt ra nhìn mình, từ từ đi vào khỏi chết. Mày có biết không? Chìm sâu vũng lầy tội ác, quãng đời còn lại say sưa không lối.